Cô chào các em nhé. Hôm nay chúng ta qua bài tiếp theo, đó là bài phép vị tự. Bây giờ chúng ta sẽ vào sách giáo khoa để học định nghĩa về phép vị tự và một vài cái tính chất cũng như là mẹo làm bài. Sau đó chúng ta sẽ qua làm bài tập nha. Định nghĩa các em, người ta cho mình điểm O và một cái số K khác không. Phép biến hình biến điểm M thành điểm M phẩy sao cho vector OM phẩy bằng K lần vector OM được gọi là phép vị tự tâm O, tỷ số là K. Các em lưu ý là K khác không nè, một nha. Thứ hai là chúng ta có O là tâm, M phải là gì em? Là ảnh. M phải là ảnh của điểm M qua phép vị tự tâm O, tỷ số là K. Như vậy các em học cho cô cái câu này cho dễ nhớ nè. Tại vì chương 1 của mình có rất là nhiều công thức, nên những cái nào mà có mẹo ghi nhớ thì cô sẽ hướng dẫn cho các em ha. O là tâm đúng không? Thì các em sẽ ghi cho cô là tâm. M phải là ảnh, các em sẽ ghi cho cô là ảnh. Tại vì cái này nó liên quan đến vector và độ lớn nữa, hệ số K nữa, cho nên là các em phải nhớ được cái OM phải bằng K lần OM bằng cách các em đọc cho cô là tâm ảnh bằng K lần, lần là nhân ha. À, O là gì em? Lại là tâm. Và điểm M thì cô gọi là điểm. Sau này các em học điểm A, điểm B, điểm C đúng không? Đó. Ví dụ như chúng ta có nè, A phải là ảnh của điểm A qua phép vị tự tâm O tỷ số K, thì các em sẽ viết được gì? Dựa vào cái này tâm ảnh nè, là chúng ta sẽ có gì? Tâm nè, ảnh là A phải nè. Đó, bằng K lần gì em? Tâm nè, là O nè, điểm là điểm A đúng không? Đó. Hoặc là người ta cho B phải là ảnh của điểm B, thì chúng ta sẽ viết ngay được vector là O B phải, tức là tâm ảnh bằng K lần tâm điểm. Đó, được không em? Chúng ta đi tiếp qua cái phần ký hiệu và ví dụ để hiểu rõ hơn về cái định nghĩa ha. Phép vị tự tâm O, tỷ số là K, thì được ký hiệu là chữ V. À, V là vị ha. Tâm O, tỷ số là K. Rồi sau đó đóng ngoặc lại. Ví dụ như chúng ta muốn biến điểm A, thì chúng ta mở ngoặc ra ghi điểm A. Muốn biến điểm B, thì chúng ta mở ngoặc ra ghi là điểm B ha. Kim đi vào ví dụ số 1 cho cô nè. Trên hình 1.51, A, các điểm A phải B phải O là ảnh của A B O qua phép vị tự tâm O, tỷ số là -2. Như vậy tỷ số -2 thì chúng ta sẽ có K bằng -2. Thì lúc này các em sẽ ghi là phép vị tự tâm O tỷ số -2, K bằng -2 ha. Ở đây các em sẽ viết theo cái định nghĩa của mình là gì? A phải chính là ảnh của điểm A qua phép vị tự tâm O tỷ số -2 đó. Và từ đây các em sẽ suy ra được điều gì các em? Có phải các em sẽ suy ra được tâm ảnh đó, phải không? Bằng -2, tức là bằng K nè, K của mình bằng -2 nè. Tâm điểm đó, tâm điểm. Đúng không em? Cô nhắc lại kiến thức về cái độ lớn và phương chiều vector cho các em một xíu ha. Giả sử cô có vector A là bằng 2 lần vector B đi. Và ở đây cô có vector A là bằng -2 lần vector B nha. Các em có vector A bằng 2 lần vector B. Xét về độ lớn trước các em ha. Về độ lớn thì độ dài của vector A gấp đôi độ dài của vector B đúng không? Và về phương chiều thì sao? Ở đây chúng ta có gì? 2 là số dương, mình không có nói gì K gì vị tự gì đây hết năm ha. Cô chỉ nói ở đây là vector A bằng 2 lần vector B. Như vậy theo kiến thức lớp 10 mình học rồi thì hai vector này như thế nào em? Cùng hướng đúng không? Cùng phương cùng chiều chúng ta gọi là cùng hướng. Và độ lớn thì nếu như nói về vector thì chúng ta phải xét về phương chiều và độ lớn. Về độ lớn thì độ dài của vector A là gấp đôi độ dài vector B. Còn về phương chiều thì mình nói cùng phương cùng chiều. Tại vì ở đây là số dương lại. Còn ở bên đây thì sao? Về độ lớn thì chúng ta có gì? Độ dài của vector A cũng gấp đôi độ dài của vector B. Nhưng mà sao? Bằng vector A bằng -2 lần vector B, cho nên chúng ta nói là hai vector này ngược hướng, tức là cùng phương nhưng mà ngược chiều ha. Quay lại ví dụ ở hình A thì chúng ta sẽ có gì em? Vector OA phải của mình thì gấp đôi vector OA nè. Vector OA của em ở đây bằng mấy? Bằng 3, còn cái này là bằng 6. Như vậy thì chúng ta phải lấy 3 nhân với 2 thì mới ra độ dài của vector OA A phải. Nhưng về phương chiều thì sao? Các em thấy vector OA phải nè
nó đi qua bên đây, còn vector OA thì lại đi qua bên bên đây. Như vậy về độ lớn thì vector OA gấp đôi vector OA phải gấp đôi vector OA, nhưng về phương chiều thì hai vector này ngược hướng hoặc là cùng phương nhưng mà ngược chiều. Đấy. Các em phải nhớ lại cái kiến thức năm lớp 10 mình học về cùng hướng và ngược hướng nha. Hướng trong đó gồm có phương và chiều nha. Chứ để trong một số cái câu trắc nghiệm về lý thuyết người ta không nói ngược hướng, cùng hướng mà người ta nói là cùng phương ngược chiều hay là cùng phương cùng chiều. Thì lúc đó các em lại quên kiến thức lớp 10 là không được nha. Từ ví dụ này các em rút ra cho cô một cái nhận xét đi. Nếu như ca âm thì sao mà ca dương thì sao? Ca âm thì sao các em? Ca âm thì chúng ta có gì? Thì vector này là gì? Tâm ảnh nè. Thì ngược hướng với vector tâm điểm. Được không? Tâm ảnh nè, tâm điểm nè. Nếu như ca âm thì OA phẩy với lại vector OA là ngược hướng. Mình nêu thêm cái này để mình làm trắc nghiệm cho nhanh thôi em ha. Còn dương thì sao? Dương thì cùng hướng. Cùng hướng có là cùng phương. Cùng phương cùng chiều. Về phương chiều cũng hay ghi như thế này nè. Cùng phương cùng chiều. Còn cái này là cùng phương ngược chiều. Còn ở hình B là người ta nói rằng gì? Phép vị tự tâm O. Tâm O đây. Tỷ số là 2. Biến H thành hình H phẩy. Hình H nó có một chút đây thôi em. Và hình H phẩy thì như thế nào? Gấp đôi hình H. Đó. Hình cũng như vậy các em ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần câu hỏi số 1 nha. Cho tam giác ABC gọi AF tương ứng là trung điểm. Cô sẽ có tam giác ABC ở đây. Mình có AF, A là trung điểm của AB, F là trung điểm của AC. Tìm một phép vị tự biến BC thành AF. B đây em, biến B nè, B là thành A nha, C là thành F. Như vậy ở đây cô sẽ C là thành F nè. B của mình á là thành A nhé. Đề bài cho em A là trung điểm của AB. Như vậy từ đây các em suy ra là gì? A là trung điểm của AB. Cho nên chúng ta suy ra về độ lớn ha, thì AE sẽ bằng gì nhỉ? Bằng 1 phần 2 lần AB. Cô nói độ lớn trước ha. AE sẽ bằng nửa AB đúng không em? Rồi bây giờ các em xét về vector cho cô đi. Thì AE là như thế này. Đó, vector AE. Còn vector AB của mình thì đi như thế này. Như vậy hai vector này như thế này em? Cùng phương cùng chiều. Cùng phương cùng chiều thì ở đây 1 phần 2 chúng ta không cần thêm dấu trừ nữa. Và chúng ta đưa ra vector luôn. Đó, được không? Rồi, mà các em có được điều này thì các em thấy rằng là theo cái định nghĩa thì mình có gì em? Tâm ảnh bằng K lần tâm điểm, đúng không? Người ta nói là biến B thành A mà. Như vậy A là ảnh nè. Chúng ta có tâm ảnh bằng K lần tâm điểm. Thì chúng ta có thể ghi như thế nào em? Tìm một phép vị tự thì chúng ta là ghi phép vị tự tâm của mình ở đây là tâm A, đúng không? Biến điểm gì? Tỷ số là 1 phần 2. Biến điểm B của mình á. Biến điểm B nè. Thành điểm gì? Thành điểm A. Tương tự đối với điểm F thì chúng ta có gì em? F là trung điểm của AC ha. Cho nên chúng ta suy ra vector AF bằng 1 phần 2 lần vector AC. Mà chúng ta có được điều này thì chúng ta suy ra phép vị tự tâm A luôn đúng không? Biến C thành F. Tỷ số là bao nhiêu em? 1 phần 2. Biến C của mình thành điểm F ha. Các em đi vào cái nhận xét ha. Cái phần nhận xét này các em lưu ý là ra trong trắc nghiệm rất là nhiều á. Nhất là đề thi học kỳ á. Cho nên các em phải học thuộc luôn bốn cái nhận xét này cho cô nha. Nhận xét đầu tiên là phép vị tự sẽ biến tâm vị tự thành chính nó. Phép vị tự biến tâm vị tự thành chính nó. Lúc nãy mình có học rồi, phép vị tự tâm O, đúng không? Biến điểm O thành điểm O luôn á, trong cái hình 1.51A đó. Còn ở đây cô giả sử như cô hỏi em là phép vị tự tâm A biến A thành gì? Thành chính nó luôn, đúng không? Rồi, K bằng 1 với K bằng trừ 1. K bằng 1 phép vị tự là một phép đồng nhất. Phép đồng nhất, ví dụ như cô cho K bằng 1 ha. Cô hỏi em là phép vị tự tâm A đi. K của mình là bằng 1 nha. Đó, cô hỏi là
biến cái điểm C của mình đi, biến điểm C thành điểm điểm nào. Như vậy thì từ đây các em sẽ suy ra cho cô rằng là như vậy theo định nghĩa thì chúng ta sẽ có gì em? Tâm ảnh, cô gọi C phải là ảnh ha, bằng gì em? Bằng K lần, như vậy là bằng 1, đúng không? Tâm điểm. Đó, đúng không? Theo cái định nghĩa thì bây giờ cô gọi C phải là ảnh của điểm C qua phép vị tự tam A, tỷ số là 1. Thì các em có phải có là tâm ảnh bằng gì em? Bằng K lần tâm, tâm điểm. Mà rõ ràng số 1 thì chúng ta sẽ suy ra gì em? Vector AC sẽ bằng vector AC phải bằng vector AC. Đây, vector AC của chúng ta đây. Rồi, vector AC bằng với vector AC phải. Nói về gì em? Độ lớn thì bằng nhau, đúng không? Còn về phương chiều thì sao? Cùng phương cùng chiều luôn. Đó, cùng phương cùng chiều. Như vậy từ đây chúng ta suy ra gì? C phải của mình phải trùng với điểm điểm C, cho nên người ta gọi là phép vị tự. Nếu như K bằng 1 thì phép vị tự này là phép đồng nhất nha em. Rồi bây giờ chúng ta qua tiếp. Khi K bằng trừ 1, phép vị tự là phép đối xứng qua tâm vị tự. Bây giờ nếu chúng ta có K bằng trừ 1, cô gọi C phải ha, là ảnh của điểm C qua phép vị tự tâm A với tỷ số là trừ trừ 1. Thì có phải các em sẽ suy ra được là gì em? Tâm là A nè, C phải mình dựa vào tam giác này ha, bằng gì em? Bằng trừ 1 nhân với là gì? Vector AC, đúng không? Theo định nghĩa, tâm ảnh bằng K lần tâm, tâm điểm, trong đó K của mình bằng trừ trừ 1. Về độ lớn thì hai vector này như nào em? Độ dài hai vector này bằng nhau. Nhưng về phương chiều thì ngược chiều. Cho nên cô có về độ lớn thì cô sẽ vẽ thêm một cái đường ở đây nữa, đúng không? Cô sẽ thu nhỏ cái tam giác này lại đi. Đây. Đó. Như vậy thì cô sẽ có được cái điểm C phải ở đây, đúng không? Này điểm A nè, điểm C phải ở đây và độ dài của hai cái vector này phải bằng nhau. Còn vector AC của mình là đây, vector AC phải là đây. Lúc này các em có gì? A có phải là gì? Trung điểm của C, C phải thì quay lại phép đối xứng tâm, đúng không nào? Đấy. Chúng ta qua tiếp cái nhận xét thứ tư. Nhận xét thứ tư người ta nói gì đây? M phải là ảnh của điểm M qua phép vị tự tâm O, tỷ số là K. Thì lúc này các em sẽ có gì em? M chính là gì? Cũng chính là ảnh của điểm M phải qua phép vị tự tâm O, tỷ số là 1/1/K. Bây giờ cô sẽ xóa cái hình này để cô hướng dẫn các em chứng minh cái nhận xét số 4 này nha. Rồi lên lớp thầy cô kêu em lên bảo em chứng minh cái nhận xét số 4 thì sao ha. Bây giờ cô gọi C phải đi. Theo cái bài như lúc nãy của mình là điểm F ha, bây giờ cô sẽ thay nó thành C phải nhé. Cô có C phải là trung điểm của AC, như vậy cô sẽ có gì em? C phải chính là ảnh của điểm C qua phép vị tự tâm A, tỷ số là 1/1/2, đúng không? Theo như cái lúc nãy mà chúng ta làm á, C phải là ảnh của điểm C qua phép vị tự tâm A, tỷ số là 1/2. Thì bây giờ cô có nè, M phải là ảnh của điểm M qua phép vị tự tâm O, tỷ số là K, thì K của cô bây giờ là bằng 1/2 nhé. Thì các em có phải các em suy ra được gì em? Vector tâm ảnh bằng gì em? Bằng K, tức là 1/2 lần tâm điểm, đúng không? Các em có vector AC phải bằng nửa vector AC. Về độ dài thì chúng ta có gì em? AC phải bằng 1/2 AC, và về phương chiều thì hai cái này cùng cùng phương cùng chiều. Đó. Bây giờ cô không thích lấy cái điểm C phải là ảnh nữa, cô thích lấy điểm C à, thì cô ghi như thế này. Cô nói C là ảnh của điểm C phải qua phép vị tự tâm A, tỷ số là K đi. Đó, từ từ cô ghi là K đi ha. Đó. Rồi. Phép vị tự C phải ha. Đó. Gọi C là ảnh của điểm C phải, C là ảnh của C phải qua phép vị tự tâm A, tỷ số là K. Thì chúng ta có gì em? Về độ dài ha. Thì các em có gì? Có phải ở đây là mình có C
AC bằng cái gì em? AC đây, AC là đoạn này đúng không? AC của mình đây, còn AC phẩy đây, AC phẩy, AC của em đây, AC phẩy đây, rõ ràng AC của em nó đang gấp đôi AC phẩy đúng không? AC phẩy có nhiêu đây, còn AC nhiêu đây mà. Như vậy chúng ta có AC là gấp đôi AC phẩy. Và hai cái vector này như thế nào em? À, cùng phương cùng chiều, như vậy cô sẽ để vào đây vector luôn. Đó, được không? Như vậy thì các em suy ra K bằng mấy? K bằng 2. Chỗ này K bằng 2. K bằng 2. Còn cái này K bằng 1/2. Mình sẽ đảo ngược lại. Nếu em M phải là ảnh của điểm M, bây giờ là gì em? À thì tỷ số là K, còn M là ảnh của điểm M phải, thì tỷ số là 1/1/K. Tương tự, đó, các em có 1/2 thì đảo cái điểm ảnh lại thì các em sẽ có K bằng 2. Ví dụ các em có 1/3 thì đảo lại các em sẽ có K bằng 3 ha. Các em đi qua cái phần tính chất nhé. Tính chất đầu tiên các em. Nếu phép vị tự tỷ số K biến hai điểm MN thành M phải N phải thì lúc này chúng ta có vector M phải N phải bằng K lần vector MN. Còn về độ lớn thì các em phải lưu ý chỗ này phải là trị tuyệt đối ha. M phải N phải bằng trị tuyệt đối của K MN. Tức là gì em? Về độ lớn thì phải luôn luôn là số dương nhé. Tính chất thứ hai các em ha. Những cái phần chứng minh ở trong sách giáo khoa thì các em đọc thêm ha. Phép vị tự tỷ số K biến 3 điểm thẳng hàng thành 3 điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm ấy, và biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng, biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó. Nó không có bằng nhau các em nhé, tại vì nó có thể gấp 2, gấp 3, có thể bằng nửa đúng không? Cho nên không có phải bằng nhau, mà nó phải là đồng dạng nha. Biến góc thành góc bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn có bán kính trị tuyệt đối của K nhân với R. Tức là mình nói về độ lớn đúng không em? Hay về bán kính là độ lớn mà, cho nên phải là trị tuyệt đối của K nhé. Cái này thì xíu mình làm bài tập mình sẽ rõ hơn về cái tính chất này. Bây giờ các em đi qua cái hình vẽ cho cô đi. Hình 1.53, người ta cho mình ba cái điểm ABC thẳng hàng thì ảnh của nó qua phép vị tự tâm y tỷ số là K là được 3 điểm cũng thẳng hàng. Tính chất thứ hai là hình 1.54 là biến tam giác thành gì? Thành tam giác đồng dạng nè các em. Đó, hai tam giác này không có bằng nhau nha. Đó. Rồi, phép vị tự tâm y biến tam giác ABC thành tam giác A phải B phải C phải theo tỷ số là K ha. Tương tự đối với đường tròn, người ta cho mình đường tròn tâm O bán kính là R, và phép vị tự tâm y biến đường tròn tâm O bán kính là R thành đường tròn O phải có bán kính là R phải ha. Bây giờ mình sẽ làm cái câu hỏi số 4 ha. Cô lấy cái bảng ở đây nè. Cho tam giác ABC A phải B phải C phải thứ tự là trung điểm. Này, trung điểm ha. Tìm một phép vị tự biến tam giác ABC, tam giác ABC là tam giác lớn ở ngoài game, thành tam giác A phải B phải C phải. Con phải nối lại ha. A phải A dịch B phải. Này, đề bài cho em A phải là trung điểm của BC, B phải là trung điểm của AC và C phải là trung điểm của AB. Như vậy thì chúng ta suy ra được gì em? À, ba cái đường này là ba đường trung tuyến. Ba đường trung tuyến thì cắt nhau tại tại G, tại trọng tâm, đúng không? Mình có G là trọng tâm. Như vậy chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta có A biến thành A phải, B biến thành B phải, C biến thành C phải, thì rõ ràng các em có được gì em? A phải chính là ảnh của điểm A đúng không? A phải chính là ảnh của điểm A qua phép vị tự tâm là gì em? À đây nè, ba cái này thẳng hàng, như vậy chúng ta sẽ chọn đây là tâm G. Tương tự B phải là ảnh của B qua phép vị tự tâm G, tỷ số thì xíu chúng ta sẽ xác định sau. Và C phải là ảnh của C qua phép vị tự tâm G. Đó, mình phải chọn ba cái điểm thẳng hàng em ha. Đây. Đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là mình sẽ xác định sau ha.
A phẩy cô sẽ ghi trước một cái thôi, còn cái còn lại, cái B và cái C thì các em sẽ cứ thế mà làm theo thôi ha. A phẩy là ảnh của điểm điểm A qua phép vị tự tâm của mình là tâm G, tỷ số là K. Bây giờ cô phải đi tìm cái K này cái đã ha. Đây, biến A thành A phẩy ha. Nếu như em có được điều này thì các em sẽ suy ra gì em? Tâm là ghi vô chữ G cho cô. Tâm ảnh tức là GA, A phẩy. Mình phải dự đoán em ha. Tâm ảnh là GA phẩy bằng gì em? Bằng K lớn GA đúng không nè? Tâm ảnh bằng K lần tâm, tâm điểm. Bây giờ các em xác định độ lớn cho cô đi. Cô có GA phải như thế nào, bằng bao nhiêu lần so với GA? Nói về độ lớn, không có nói về phương chiều gì hết. Các em có GA phải là đây nè, AA phải là đây nè, và GA là đây nè. Này, GA là đây nha, AA phải là đây nha, và AG là đây ha. Theo tính chất về trọng tâm thì chúng ta có gì em? GA phải sẽ bằng gì em? 1 phần 2 lần GA. Đây GA của mình nè, GA phải nè. Mình có GA phải là bằng gì em? 1 phần 3 lần AA, AA phải. G là trọng tâm mà, GA phải sẽ bằng 1 phần 3 lần AA phải. Và còn lại GA sẽ bằng gì? Chiếm 2 phần 3 lần AA, AA phải. Các em lập tỷ số trên chia dưới cho cô nè. Như vậy ở đây cô có GA phải chia cho GA sẽ bằng gì? 1 phần 3 chia cho 2 phần 3 như vậy bằng 1 phần 2. A với A phẩy, hai cái này giống nhau, mình rút gọn được nè. Như vậy thì chúng ta nhân lên thì GA phẩy sẽ bằng gì em? 1 phần 2 lần GA, được chưa? Còn về vector thì sao? GA phẩy là đây đúng không? Theo chiều này, GA theo chiều này. Như vậy chúng ta có hai vector này cùng phương nhưng mà ngược chiều nhau. Thì chúng ta sẽ ghi vô đây. Đó. Mình có GA phẩy bằng trừ 1 phần 2 lần GA. Thì chúng ta mới suy ra được cái này nè. Đó, đúng không? Ban đầu là chúng ta sẽ dự đoán cái này thôi. Nhưng mà khi chúng ta có được cái tỷ số này rồi thì chúng ta sẽ suy ra cái điều này. Như một bài toán ngược các em ha. Nếu như bạn nào không nhìn được tâm, không xác định được tâm vị tự thì các em buộc phải làm một cái bài toán ngược như vậy. Chúng ta giả sử ở đây A phải là ảnh và G là tâm, tỷ số của mình là K. Thì lúc này các em suy ra được tỷ số này. Có tỷ số này các em đi tìm K. Đó. Các em tìm độ lớn trước, sau đó các em tìm phương chiều. Có được cái điều này rồi, này, thì các em sẽ suy ra gì em? Chúng ta suy ra là gì? A phải là ảnh của điểm A qua phép vị tự tâm là G, tỷ số là trừ 1 phần 2. Đó, đúng không? A phải là ảnh của điểm A qua phép vị tự tâm G, tỷ số K bằng trừ 1 phần 2. Tương tự, các em cũng có gì em? Vector GB phải bằng trừ 1 phần 2 lần vector GB. Từ đây chúng ta suy ra B phải. Đó. Vị tự tâm G trừ 1 phần 2. Biến G thành G phải. C cũng vậy. GC phải bằng trừ 1 phần 2 lần GC. Suy ra C phải là ảnh của C qua phép vị tự tâm G, tỷ số là trừ 1 phần trừ 1 phần 2. Được không em? Đấy. Như vậy bước 1 của chúng ta sẽ giả định cái nào là ảnh. Dĩ nhiên thì các em nhìn vô tam giác thì các em sẽ thấy ảnh đúng không? Rồi, xác định tâm, đi tìm cái tỷ số này cho cô. Có được cái tỷ số, có được cái K rồi thì chúng ta suy ra phép vị tự ha. Bây giờ các em có A phẩy là ảnh của A, B phẩy là ảnh của B, C phẩy là ảnh của C. Như vậy các em suy ra được điều gì? Suy ra cái này mới là điều cuối cùng nè. Họ hỏi mình nè. Như vậy thì chúng ta sẽ có gì? Phép vị tự ở đây là vị tự tâm G, đúng không? Tỷ số là trừ 1 phần 2. Biến gì? Tam giác ABC thành tam giác gì em? A phẩy, B phẩy, C phẩy ha. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập ở đây ha. Cho 4 lần vector IA bằng 5 lần vector IB, phép vị tự tâm Y, tỷ số là K, biến A thành B. Đầu tiên các em phải xác định được ảnh cho cô và điểm cho cô ha. Như vậy chúng ta có nè, tâm ảnh nè, bằng K lần tâm nè, điểm nè. Đó, mình có B là ảnh mà,
rồi A là điểm nè. Đó. Như vậy đề bài á, thì cho em là 4 lần IA bằng 5 lần IB. Thì cô ghi lại là 5 lần IB bằng 4 lần IA được không? Được đúng không? À, mình đảo qua đảo lại thôi. Bây giờ mình cần IB thôi nè. Ở đây cần IB thôi nè. Cho nên mình sẽ rút IB ra. IB sẽ bằng gì em? 4 lần IA chia cho mấy? Chia xuống cho 5, đúng không? Đem cái số 5 này xuống nè, chia xuống cho 5. Rồi, như vậy ở đây chúng ta sẽ có bằng 4 phần 5 IA. Đó, cái này với cái này giống nhau. Cái này với cái này giống nhau. Như vậy từ đây chúng ta suy ra K bằng mấy đây? K bằng 4 phần 5. Đó. K bằng 4 phần 5, các em chọn đáp án câu câu C ha. Câu số 2 đi các em. Phép vị tự tâm y tỷ số là K, biến m thành chính nó. Biến m thành chính nó thì K bằng mấy em? K bằng 1. Phép đồng nhất đó các em. K bằng 1, mình chọn đáp án câu B ha. Câu số 3, trong mặt phẳng tọa độ OD cho phép vị tự tâm y tỷ số là K, khi đó biến điểm M có tọa độ 4, 5. Như vậy chúng ta có gì? Tâm ảnh bằng K lần tâm tâm điểm với M phẩy có tọa độ là gì nhỉ? Y phẩy y y phẩy điểm Y thì có tọa độ là 3 trừ trừ 1, điểm M thì có tọa độ là 4 4 5. Các em có vector y m phẩy là lấy m phẩy trừ đi y, m phẩy trừ đi y. Như vậy chúng ta có x phẩy trừ đi 3, y phẩy trừ cho trừ 1 là y phẩy cộng cộng 1 bằng tỷ số trừ 2, cái nghĩa trừ 2 nhân nhân. Rồi m y, y m là lấy m trừ y, m trừ đi y, 4 trừ 3 còn mấy em? 4 trừ 3 còn còn 1, 5 trừ cho trừ 1 là thành thành 6 ha. Các em suy ra tọa độ của điểm M phẩy cho cô đi. Suy ra x phẩy bằng y phẩy bằng trừ 2 cộng với 3 bằng 1. Cái này là trừ 12 trừ cho 1 là thành trừ 10 trừ 13. 1 trừ 13 mình chọn đáp án là câu câu A nha. Câu số 4 luôn em. Câu số 4 đáp án là gì nhỉ? Làm nhanh cho cô đáp án là gì nhỉ? M phẩy nha, là ảnh nè của A nè. Như vậy thì chúng ta có gì? Tâm là y game ha. Tâm ảnh nè bằng tỷ số của mình là trừ 2 nè, tâm của mình nè, điểm nè là điểm điểm A. A phẩy là ảnh, A là điểm. A phẩy của em có tọa độ là 1 2 nè. Điểm A của em có tọa độ là xy nè. Điểm Y có tọa độ là 1 3 nè. Rồi. Bây giờ các em lấy cho cô là A phẩy trừ đi y đi. A phẩy trừ đi y, 1 trừ 1 bằng mấy em? 1 trừ 1 bằng 1 trừ 1 bằng 0. Tiếp theo các em cứ làm theo như thế này nè. Đó. Mình có y A phẩy thì lấy A phẩy trừ y, 1 trừ 1 bằng 0 mình ghi vô đây. 2 trừ 3 là còn trừ trừ 1 bằng tỷ số là trừ 2 nhân nhân. Y A nhé. Y A nè là lấy A trừ đi y thì x trừ trừ 1, y trừ trừ 3. X trừ 1, y trừ 3. Từ đây các em suy ra cho cô x y bằng mấy đi. Mình có x trừ 1 ha, mình chia cái này xuống 0, cái này là bằng 0, x trừ 1 bằng 0 chuyển qua là x bằng 1. Tiếp theo, chúng ta có y trừ 3 chia xuống như thế này. Như vậy là y trừ 3 của mình bằng mấy? Hai cái dấu âm đó rút gọn còn 1 phần 2 chuyển qua là bằng 1 phần 2 cộng cộng 3. Như vậy bằng 7 phần 2. 1 7 phần 2, các em chọn đáp án câu câu B nhé. Chúng ta qua tiếp câu số 5 nha em. Cho hình bình hành ABCD. Hình bình hành ABCD. Đây. G là trọng tâm tam giác ABC em. Nếu bài vẽ hình thì mình phải vẽ hình các em nhé.
cho anh điểm g đây đi. Đó, phép vị tự tâm g tỉ số k biến điểm b, biến điểm b thành điểm d. Đây cô sẽ vẽ bằng một cái màu khác. Để cô chỉnh lại cái đường này đây nha. Đó, phép vị tự tâm g tỉ số k biến điểm b thành điểm d. Người ta hỏi k bằng bao nhiêu. Bước 1 là các em phải xác định độ lớn cho cô. Ở đây chúng ta có gì? À, tâm ảnh bằng bao nhiêu lần tâm tâm điểm, điểm của mình là điểm điểm b ha. Chúng ta có đoạn gd đây, gd là đoạn màu đỏ ha, còn gb của em là đoạn màu màu tím đây. GD bằng bao nhiêu lần GB, như vậy các em phải đi tính cho cô ha. Các em đi tính cho cô bằng cách là các em sẽ xét GB trên cái đoạn này với lại GD trên cái đoạn, tức là chúng ta có nè. Rồi các em lấy tỉ số, mình đi tìm GD trước đi ha. GD bằng bao nhiêu lần DB, giống như lúc nãy thôi em. Rồi tiếp theo các em xác định cho cô GB bằng bao nhiêu lần DB. Rồi sau đó chúng ta lập cái tỉ số này, chúng ta rút gọn cái DB này là mình sẽ ra được tỉ số ha. Cách nhanh nhất để làm bài này á, là các em nên chia nhỏ cái đoạn DB của mình ra. Vì các em có G là trọng tâm, như vậy cái đoạn GB của em nó sẽ chiếm 2 phần trên cái đoạn OB. Tương tự như ở đây các em cũng sẽ có, ví dụ như G phải đi, thì các em sẽ có DG phải thì chiếm 2 phần trên cái đoạn DO. Bây giờ cô muốn xét DB luôn. Từ nay về sau các em cứ có G là trọng tâm thì các em cứ chia nhỏ hết cái đoạn này ra. Nếu chúng ta xét ở trong tam giác không thôi thì các em sẽ chia ra làm 3 cho dễ ha. Rồi, bây giờ các em sẽ có nè 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi, 6 phần đúng không? Có phần DB của em chia 6 phần. Trong đó cái GB của em là từ đây đến đây, GB của em nè là chiếm 2 phần. Như vậy cô sẽ ghi là chiếm 2 phần, tức là GB chiếm 2 phần trên cái đoạn DB. Tiếp theo GD của em đâu? GD của em này chiếm mấy? 1, 2, 3, 4 cái dấu chéo đúng không? Như vậy là 4 phần 6. Em thấy rất là nhanh đúng không? Sau này khi làm tam giác cũng vậy. Đó, các em làm mỗi cái tam giác ABC thôi thì các em chia ra làm 3. Rồi các em, người ta muốn lấy đoạn nào thì các em chỉ cần lấy hai cái màu đỏ thì là 2 phần, còn lấy một cái thì là 1 phần ha. Như vậy thì từ đây chúng ta suy ra nè, mình rút gọn luôn đi ha. Rút gọn luôn là GD chia cho GB là bằng mấy em? Các em lấy 4 phần 6, rồi các em nhân ngược lại cho 6 phần mấy? 6 phần 2, như vậy 4 chia 2 là bằng 2 lần nha. DB với DB rút gọn nha em. Sau đó các em nhân lên đây số 2 thì chúng ta sẽ có được GD bằng 2 lần GB. GD bằng 2 lần GB mà các em chưa xong đâu nha, các em phải đi tìm ra cho được vector. GD đâu? GD là đi theo chiều này, GB là đi theo chiều này, hai cái này nằm hai phía khác nhau thì K âm, tức là chúng ta có -2. Như vậy K của em bằng -2. Chúng ta qua tiếp câu số 6 các em ha. Trong mặt phẳng OXY người ta cho mình điểm A có tọa độ là 32. Ảnh của A qua phép vị tự tâm mô tỉ số K bằng -1. Như vậy thì các em làm ngay cho cô. Như vậy là chúng ta có gì em? À, A với A phải như thế nào em? A với A phải chính là đối xứng tâm đó, K bằng -1. Hoặc là các em có thể làm ra luôn cũng được. Tức là lúc này các em sẽ có, nếu bạn nào không có nhớ được tính chất đối xứng tâm thì các em sẽ ghi là gì? Tâm nè, A phải nè, bằng gì? Bằng -OA đúng không? Rồi các em làm tương tự ha, biểu thức tọa độ. Nhưng mà ở đây thì chúng ta có đối xứng tâm, mà đối xứng tâm O thì chúng ta làm như thế nào em? Đổi dấu là được. Đó, cái mẹ cô nhớ là đổi dấu đúng không? Ảnh chỉ cần đổi dấu thôi. Như vậy đây 32 thì mình sẽ thành -3 -2 nhé. Ở đây chúng ta có tâm O nè, điểm A của em ở đây nè. Vector OA đây. Còn vector OA phải thì sao em? Ở bên đây nè. Tại vì hai cái này nó ngược chiều nhau mà. Còn về độ lớn thì sao nhỉ? Độ lớn thì nó bằng
độ lớn thì bằng nhau, cho nên này chúng ta có ô là trung điện của AA phẩy, hoặc là các em có thể nói là gì, à hai cái này đối xứng với nhau qua tâm tâm ô. Mà chúng ta có đối xứng tâm ô, chúng ta đã có cái câu mà cô hướng dẫn rồi, nếu đối xứng qua tâm ô thì chúng ta chỉ cần đổi dấu là được. Đó, đổi dấu 32 đổi thành trừ 3 trừ 2 ha. Các em qua câu số 7 cho cô nha. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, MNB lần lượt là trung điểm. Như vậy cô phải lấy một cái tam giác đây, M là trung điểm của AB ha, M, N là trung điểm của BC, B là trung điểm của AC. Phép vị tự tâm G tương tự phải không em? Tâm G, biến tam giác ABC thành tam giác NPM, thành tam giác NPM. Trong quá trình mà cô vẽ hình thì chắc cũng có bạn ra đáp án rồi á. Đáp án của em là gì em? Khi đó K bằng bao nhiêu? Bài này lúc nãy chúng ta làm phần ví dụ rồi, nhưng mà A phải B phải C phải, còn bây giờ là NPM, thì cũng tương tự đáp án của chúng ta sẽ là gì? K bằng trừ 1 phần 2 đúng không? Nhưng mà trước tiên mình phải làm, em mình không nhớ đáp án được, mình làm để cho quen. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 điểm A, G, N thẳng hàng. Cái điểm G nó vô đây đi. A, G, N thẳng hàng, như vậy cô gọi gì? N là ảnh, N là ảnh của gì? Điểm A qua phép vị tự tâm tâm G đúng không? Tỷ số là K. Đó. Rồi ở đây là điểm điểm A. Như vậy chúng ta suy ra được điều gì các em? Mình chỉ cần làm một cái thôi. Rồi chúng ta suy ra là tâm nè, ảnh nè, đó, bằng gì? Bằng K lần tâm nè, điểm. Nhưng mà chúng ta chưa có thêm vector vô, từ từ ha. Mình làm xong mình thêm vector vô luôn. Thì chúng ta thấy là hai cái này nó nằm về hai phía của tâm. Đó, nó nằm hai phía của tâm, cô không nói đối xứng nha, nó nằm về hai phía. Như vậy chắc chắn cái K của em phải là gì? K của em phải là số âm. Vì sao? Vì cô Hảo nói rồi, số âm này nó ngược ngược hướng. Đó. Như vậy thì cái K dương này chúng ta loại nè. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm tỷ số. Rồi cô lại bảo là chia cái này ra. Đó. Chia cái này ra để cô chia lại như này cho dễ nè. Đó. Một màu đỏ, hai màu đỏ cái đoạn này game nhé. Đó. Rồi ba màu đỏ. Bây giờ là trọng tâm, chúng ta chia cái này ra làm ba. Chia ra làm 3 đoạn. Rồi các em lấy GN cho cô là mấy đoạn nè? GN với G GA. Đây, GN của em đây ha. GN à đây nè, GN là tại cô ghi cái điểm G ở đây. GN của em là mấy? 1 phần đúng không? 1, 2, 3, 1 phần trên tổng 3, 3 phần. Như vậy GN bằng 1 phần 3 lần A AN. Tiếp theo GA, GA của em đây, nó chiếm 1 dấu chấm, 1 dấu chéo, 2 dấu chéo, như vậy là 2 phần 3 lần A, AN. Các em lưu ý AN của chúng ta có 1, 2, 3 nha, 3 cái chéo. Cho nên chúng ta sẽ chia 3, 4 chéo chúng ta chia 4. Lấy mấy phần thì chúng ta để lên tử. Rồi các em chia hai cái này xuống thì GN chia GA sẽ bằng bao nhiêu em? 1 phần 3 chia 2 phần 3, làm rồi làm lại lần nữa đúng không? Nhân nghịch đảo lên. Như vậy là 1 phần 2. Đó. GN bằng 1 phần 2 lần GA. Thì mình sẽ thay cái chữ K này bằng gì em? Bằng 1 phần 2. Hai cái này nằm về hai phía của G, cho nên cô sẽ để vô dấu trừ. Như vậy K của em sẽ bằng trừ 1 phần 2. Đáp án là câu 7A ha. Chúng ta qua tiếp câu số 8 đi em. Cho đường tròn O, AB và AC là hai đường kính, GE là trung điểm của AO, CE cắt AD tại điểm F. Chúng ta có đường tròn tâm O. Rồi, tiếp theo chúng ta có AB với CD là hai đường kính của sẽ. Hai đường kính này mình không cần phải vẽ vuông góc các em ha. AB, mình tránh đi cái trường hợp đặc biệt, tại vì đề bài đó không cho vuông góc thì mình tránh đi cái trường hợp đặc biệt. Gọi A là trung điểm của AO.
Xe cắt AD tại F. Đây là một bài toán của trường chuyên nhưng mà nó cũng không có đến nỗi khó lắm đâu. Các em nối lại cho cô ha. Cắt AD các em ha. Tại điểm F. Rồi. Tìm tỷ số K của phép vị tự tâm A biến C thành F. Phép vị tự tâm nè. Tâm là đây ha. Biến C nè. Thành F nè. Đó. Như vậy các em thấy rõ ràng hai cái này nó như thế nào em? Nó nằm về hai phía của tâm A thì chúng ta sẽ có gì em? K là một số âm cho nên mình sẽ loại CD ha. Bây giờ theo định nghĩa thì chúng ta sẽ có gì em? Mình sẽ có F biến C thành F mà. Như vậy F là gì? Là ảnh qua phép vị tự tâm A tỷ số là K biến cái điểm C của mình là thành điểm F đúng không? Từ đây các em suy ra cho cô nè. Tâm gì em? Tâm ảnh là bằng K lần tâm. Tâm điểm các em phải khoan thêm vector ha. Các em đi tìm cho cô cái K này trước đi. Như vậy thì cô nói rồi, về tìm độ lớn thì các em phải đi lập cái tỷ lệ. Đề bài chỉ cho em A là trung điểm của cạnh AO thôi. Không có cho cái dữ kiện nào khác hết trơn á. Cho AB với lại CD là đường kính nữa. Như vậy bây giờ cô sẽ nối cái này lại. Tại vì đây là một bài toán để trong đề thi học kỳ 1 của trường chuyên Nguyễn Huệ. Cho nên các em cũng biết rồi, nó phải có một cái gì đó khó hơn đề bình thường đúng không? Và cô muốn nói với các em, nếu các em muốn giỏi hình 11 thì các em phải ôn lại những cái bài hình trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 mà cô đã dạy ha. Bây giờ em muốn tìm tỷ lệ AF chia EC thì em phải bắt cầu nó qua một cái liên quan đến cái điểm A nằm trên cái đoạn AB này. Đó. Các em có gì em? Các em có được cái hình này là hình gì? Hình bình hành. Cạnh này như thế nào với cạnh này? Song song đúng không? Đó, như vậy thì chúng ta sẽ suy ra gì em? AF chia EC sẽ bằng gì? AO chia AB, AE chia AB, được không? Bằng AE chia cho AB. Bạn nào mà nhớ kiến thức của những cái dạng bài này thì càng tốt ha. AE còn không nhớ là phải ôn lại nha em. AE chia cho AB. Đó, AE chia AB. Bây giờ mình lại chia tiếp. Cái này là chia ra làm một, đúng không? Bên đây cô cũng gọi là trung điểm. Cô có nè, 1 chéo, 2 chéo, 3 chéo. Cái này gọi thành màu xanh đi. 4 chéo. Như vậy chúng ta có gì? Bắt cầu một xíu ha. AE, AB. Trên cái đoạn AB này thì AE của em chiếm mấy em? AE chiếm 1, 1 phần đúng không? Điểm A đây nha. AE chiếm 1, 1 phần. 1, 2, 3, 4, 1 phần 4 của đoạn AB. Tiếp theo AB của em 1, 2, 3 phần. Như vậy là 3 phần 4 của đoạn AB. Sau đó các em lấy hai cái này các em chia. Chia cái này ha. 1 phần 4 chia cho 3 phần 4 tức là 4 phần 3. 4 phần 4 rút gọn còn 1 phần 3. Hai cái này thì rút rồi. Bằng 1 phần 3. Đó, như vậy ở đây chúng ta sẽ có K bằng mấy em? K bằng 1 phần 3 nhé. 1 phần 3 AF bằng 1 phần 3 lần AC. Mà lúc nãy cô nói rồi, hai cái này nằm hai phía. Đây, mình có nè, AF là đi theo cái hướng này đúng không? AF là theo hướng này. Còn AC của mình thì đi theo hướng này. Như vậy thì chúng ta thấy nó ngược hướng thì chúng ta thêm vô dấu trừ. Cho nên kết quả của em sẽ là câu 8A nha. Chúng ta qua tiếp câu số 9 nha. Phép vị tự tâm Y có tọa độ AB tỷ số K bằng 3 biến A thành B. Em có tâm ảnh bằng gì em? Tâm ảnh bằng 3 lần tâm điểm. Đó. Các em thấy không? Các em phải học thuộc cái câu này. Tại vì trong một số bài á, người ta đâu có cho mình là kiểu AA phẩy đâu, mà người ta cho AB. Đó. Cho nên mình phải xác định cái điểm ảnh là nó phải đứng trước ha. Rồi, như vậy ở đây chúng ta sẽ có nè. Điểm Y ghi ra AB nha. Rồi điểm A là 44.
Rồi điểm B là 88. Như vậy các em có IB tức là lấy B trừ Y, 8 trừ đi 8 trừ đi A, 8 trừ đi B bằng 3, 3 nhân nhân IA. IA là A trừ Y, 4 trừ đi mấy em? 4 trừ đi A nha. 4 trừ đi 4 trừ đi B. Từ đây các em xác định cho cô AB đi. Mình có ở đây là trừ A nha. Ở đây là 3, trừ 3A chuyển qua là cộng 3, cộng 3A. Cái này mình có 12, cái này chuyển qua là trừ 8. Bên đây mình có trừ B, trừ 3B chuyển qua là cộng 3B bằng, cái này có 12, 8 chuyển qua là trừ, trừ 8, A bằng B bằng. Cái này mình có 2A đúng không em? 2A, 12 trừ 8 là còn 4, như vậy A bằng 2. Cái này mình có 2B, 12 trừ 8 là bằng, bằng 4, B bằng 2. 2 cộng 2 bằng mấy em? 2 cộng 2 bằng. Như vậy đáp án của em là câu, câu A. Cô bài cho các em một cách nữa nè. Với những cái bài mà nó có cái số phức tạp như thế này á, thì các em lấy cho cô nè, em làm nhanh ha, thì em sẽ lấy B trừ đi Y ha. Đó, tức là tọa độ B trừ đi Y bằng 3 lần tọa độ A trừ đi, trừ đi Y. Thì các em cứ ghi cái điểm đó thôi cho cô thôi. Bây giờ cô nhân vô là B trừ đi Y. Có một số bạn sẽ nhanh vô là ghi là, một số em sẽ nhanh, làm nhanh là lấy B trừ đi Y nè bằng nè, lấy 3A. Đó, các em cứ lấy 3A, sau đó trừ đi 3, 3Y, tức là các em nhân luôn số 3 vô luôn. Rồi từ đây các em suy ra, bên đây trừ Y, bên đây trừ 3Y, chuyển qua là trừ Y cộng với lại 3, 3Y đúng không? Như vậy là còn mấy em? Còn 2Y. Sau đó mình lấy 3A, mình trừ đi gì? Trừ đi B. Chuyển Y qua, chuyển B, B lại. Rồi, bây giờ các em suy ra được tọa độ của điểm Y không? Là em sẽ lấy 3A trừ đi B, sau đó chia, chia 2. Phần này thì cô có hướng dẫn các em trong cái video bấm máy rồi. Các em bấm đưa về số phức ha. Sau đó chúng ta bấm phân số 3 lần điểm A. Điểm A của mình là 4, 4 thì 4 cộng cho 4, 4Y. Bạn nào chưa biết thì nói cô gửi link cho ha. Hoặc cô đính kèm cái link xuống dưới đây nha. Trừ đi B, B là 88. Như vậy thì mở ngoặc ra, 8 cộng với lại 8, 8Y chia cho số 2. Kết quả của em là 2 cộng 2Y. Như vậy là tọa độ của em là 2, 2, 2. Đó, rất là nhanh phải không? 2 cộng 2 bằng, bằng 4 luôn. Các em chỉ cần biến đổi từ đây ra đây. Đó, sau đó các em bấm máy là xong. Bấm máy thì khi các em nhập, nhập luôn cái này, rồi chia 2 luôn, khỏi phải làm giống như cô. Như vậy chỉ mất có 1, 1 dòng, bấm máy là ra. Còn bài này chúng ta phải giải hệ rất là phức tạp. Rồi mình qua tiếp. Cái phần này thì giống như kiểu mình làm tự luận á, chứ còn trắc nghiệm là đa số là cô sẽ dạy theo cách này hết. Câu số 10, câu số 10 đi em. 9 rồi, 10 nha. Trong mặt phẳng tọa độ OFY, người ta cho mình phép vị tự V tỷ số K bằng 2, biến điểm A thành điểm A phẩy. Hỏi phép vị tự V biến điểm B có tọa độ 0, 1 thành điểm nào? Như vậy thì chúng ta có gì em? Mình chưa có tâm, tức là bài này mình chưa có tâm, mà mình sẽ gọi Y có tọa độ là A, AB đúng không? Lúc này chúng ta sẽ có gì em? IA phẩy, tỷ số là 2 thì bằng 2 lần Y, IA đúng không em? IA phẩy nè, bằng 2 lần IA. Và lúc này mình cũng có gì em? IB phẩy. Tại vì chúng ta đi tìm tọa độ điểm B phẩy mà em. IB phẩy là bằng gì em? Cũng bằng 2 lần Y, 2 lần IB. Bây giờ các em làm tương tự cho cô, giống như cô hướng dẫn lúc nãy đi. Các em sẽ lấy A phẩy gì? Trừ đi Y là bằng gì nè? Bằng 2 lần A đúng không? 2 lần A trừ đi 2 lần, 2 lần Y. Các em suy ra tọa độ Y cho cô nha. Suy ra Y rồi mới suy ra được B phẩy em. Ở đây mình có chuyển qua, như vậy là Y bằng đó, 2A. Chuyển cái A phẩy này qua là trừ A, A phẩy. Bên đây 2Y cô chuyển qua là cộng, cộng với lại trừ là còn 1Y nè. Chuyển cái này qua thành vô trừ. Rồi mình làm gì? Mình bấm máy ha. Đó, phải chuyển về cái này, 2A trừ đi A phẩy game nha. Như vậy mình bấm 2A
có chi 2 không? Không. Như vậy là 2 lần cái điểm A của em là 1 trừ 2, như vậy cô bấm 1 trừ đi 2, 2y. Đóng ngoặc trừ đi A phẩy nha. Trừ đi A phẩy của mình là gì nhỉ? A phẩy là trừ 5. Trừ 5 cộng cộng 1y thì ghi là cộng, cộng y. 7 trừ 5. Như vậy thì điểm y của em sẽ có tọa độ là 7 trừ 5. Khi em có được tọa độ điểm y rồi, bây giờ chúng ta sẽ thay cái bài toán của mình thành gì em? Thành B phẩy. Đó, mình thay đi ha. Chúng ta sẽ có này, B phẩy nè, trừ đi gì? Cái này là 2 lần, 2 lần B, cái này là B, B phẩy. Thực ra thì mình xóa đi cái này cũng được, tại vì mình đi tìm B phẩy mà, đúng không? B phẩy bằng, chuyển cái này qua, như vậy là còn lại trừ, trừ y, cộng với là 2 lần, 2 lần B. Rồi, cái điểm y của em đây ha. Mà bấm máy tính tiếp. Trừ y, bây giờ mình sẽ không có chia gì hết, cho nên mình sẽ để nguyên luôn. Trừ y, như vậy mình sẽ bấm trừ, mở ngoặc ra. Điểm y của mình là 7 trừ 5, như vậy mình ghi là 7 trừ đi 5, 5y, đóng ngoặc lại. Cộng cho 2b đúng không? 2, điểm b của em đâu? B có tọa độ là 0,1 nha. Rồi 2, mở ngoặc ra 0, tức là chúng ta ghi là 0 cộng cho, 0 cộng cho y. Đó, các em khỏi cần bấm số 0 cũng được, nhưng mà cô muốn đưa về cái tọa độ đúng nha các em. Trừ 7, 7. Như vậy suy ra điểm B phẩy của em có tọa độ là trừ 7. Trừ 7, 7 mình chọn đáp án câu C. Như vậy bài học của chúng ta đến đây là kết thúc ha. Những bạn nào muốn học cách bấm máy này thì các em có thể xem cái link cô để ở dưới cái phần bình luận ha, kể cả cái file bài tập này nữa. Và các em lưu ý là ôn tập đi ha, thứ 6 là chúng ta có bài kiểm tra cuối chương rồi nhé. Rồi, cô chào tạm biệt các em.